Tôi sẽ đọc thiên hạ bằng tiếng Việt. Tôi muốn đọc vũ trụ bằng tiếng Việt. Phát âm của tôi, phát âm tôi là không tốt. Tiếng Việt là quá. Tôi sẽ đọc tiếng Hán và tiếng Việt. Xin chào, bí con nội thổ. Bạn đang làm gì ở đây? Đu về mình quay âm ốc. Tôi đang thăm, tôi đang khám phá. Anh cao cao chào rồi, cao chào rồi, chào chào rồi. Tôi là hoàng tử nhỏ. Tôi là hoàng tử nhỏ. Vì con bắt ngỏ. Nhưng mà anh đã nghe câu chuyện về hoàng tử nhỏ mà nhà tam hôm kem bị tu mồ hay tin của xa xôi. Ông chúa bao chiều ông chúa bao chiều chung chung tập cao trong ô sa mạc. Tôi đã đọc tiếng Hàn bằng tiếng Việt. Tôi muốn nghe phụ đề của bằng tiếng Việt. Xong.